quý vị và các bạn, bản tin Media tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể, khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước sẽ đến với phóng sự ngay sau đây. Ethanol là một hợp chất hữu cơ được sử dụng rất phổ biến trên khắp thế giới, là tương lai của ngành công nghiệp và cũng là nguồn nhiên liệu tiềm năng vô cùng lớn thay thế cho các nguồn nguyên liệu hóa thạch đang phổ biến hiện nay. Nguyên liệu sản xuất ethanol quy mô công nghiệp chủ yếu được làm từ sắn. Để sản xuất cồn sinh học cần phải trải qua quy trình nhiều bước từ chế biến nguyên liệu, nghiền bột, hủ hóa, đường hóa, lên men, trưng cất, tách nước, cuối cùng cho ra cồn tinh chất. Quá trình trưng cất cồn sẽ cho ra bã rượu, loại bã này một phần sẽ được dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, phần còn lại sẽ lọc tách nước thải, phần bã còn lại sẽ được phân hủy kỵ khí để chuyển thành các loại khí sinh học dùng để đốt hoặc phát điện. Quy trình công nghệ xử lý nước thải chất thải được phần lớn các nhà máy xây dựng đúng theo thiết kế, được cơ quan chức năng đánh giá đạt chuẩn. Tuy nhiên hiện nay, việc kiểm soát xả thải đánh giá tác động môi trường từ nhà máy sản xuất chưa được cơ quan chức năng quan tâm đúng mức, do chi phí xử lý môi trường lớn để chạy theo lợi nhuận nên nhiều nhà máy cố tình bỏ qua một số bước quy trình nhằm tiết kiệm, còn người dân vẫn đang hàng ngày chịu đựng mùi hôi thối, nguồn nước thải sinh hoạt và tưới tiêu bị ô nhiễm trầm trọng. Chỉ đến khi người dân phản ứng, phản ánh và cơ quan báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng mới vào cuộc kiểm tra xử lý. Làm thế nào để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy sản xuất cồn sinh học? Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận thực tiễn hoạt động tại nhà máy sản xuất cồn ethanol Đại Tân của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Tùng Lâm thuộc địa bàn xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy sản xuất cồn ethanol Đại Tân thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Tùng Lâm là nhà máy sản xuất cồn thứ hai được Tùng Lâm quản lý và vận hành tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với công suất 100.000 mét khối trên năm. Năm 2019, sau sự cố tràn dầu Fusen ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, nhà máy cồn Đại Tân đã bị các cơ quan chức năng xử lý và yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục. Thông tin được người dân cung cấp, hiện nay nhà máy đã hoạt động trở lại và tình trạng ô nhiễm vẫn đang hàng ngày diễn ra. Ghi nhận của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại cửa nước xả thải nhà máy cồn Đại Tân, nước thải ra có màu nâu đục, sủi bọt, đồng thời mùi men nồng nặc phát tán vào không khí. Nếu người ít tiếp xúc với loại mùi này, khi hít vào có cảm giác chóng mặt, nôn nao. Tại khu vực yếm khí biogas, mùi hôi thối phảng phất trong không khí. Thời điểm mùi phát tán mạnh nhất là thời điểm nhiệt độ ngoài trời cao, thời tiết nắng nóng. Thối nực kìa, thối gió xuống là thối chịu không nổi. Chị không biết phổi gì mình hết, không biết ra nha, mà có đi nữa. Nói chung là nít này lớn vậy, khu vực này là bị vi mũi hết. Ngửi cái mùi như anh đứng chập nghe nhức đạo. Ở phía này thì có cái bầm phìa hoa lớn, như nắng lên cái là dấu ở đây nữa, là bốc lên đi là chịu không nổi. Người dân đã nhiều lần phản ánh tới nhà máy và Ủy ban Nhân dân xã Đại Tân để có biện pháp khắc phục quản lý. Tuy nhiên sự việc vẫn không được giải quyết triệt để. Thế mà kêu trời không tháo thôi chứ mà chả. Kêu miết cũng không được rồi. Đúng có miết mà đâu có được chay đâu nữa. Chẳng cũng lại đáo đành đó đâu, không được chay đó thôi, bỏ luôn. Người dân cung cấp thêm, hiện nay nguồn nước phục vụ sinh hoạt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều giếng nước sinh hoạt đã bị nhiễm bẩn, nước bị vẩn đục và bốc mùi. Sau khi phản ánh tới cơ quan chức năng, phía công ty Tùng Lâm đã hỗ trợ cấp nước cho 41 hộ dân được cho là bị ảnh hưởng. Nhưng theo phản ánh, nguồn nước công ty cung cấp được lấy từ sông Vu Gia, được xử lý tại nhà máy cồn Đại Tân và cấp cho các hộ dân. Áp lực nước yếu, nước được cung cấp nhiều lúc có lẫn bùn và nhiều tạp chất. Ở đây nó thì không đủ mà xuống dưới đây là cô không có. Không biết ngang cái qua bể lạc rồi mà cái hầu thì thấy cũng trang cũng được. Mà cái hầu thì thỏa đợi nước sông vô được cầm. Các hộ dân rất băn khoăn liệu rằng giải pháp tình thế này của công ty có đảm bảo không bị ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của người dân hay không. Vấn đề này rất cần cơ quan chức năng sớm có kiểm tra đánh giá để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Phỏng vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lê Thị Huệ Anh cho biết, Ủy ban Nhân dân xã không nắm được các nội dung người dân phản ánh với phóng viên. Phóng viên cung cấp thông tin nguyện vọng của người dân đề nghị được di rời những hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi nhà máy cồn Đại Tân. Bà Huệ Anh cho biết,
Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã có phương án bố trí tái định cư để người dân đến nơi ở mới. Phóng viên đặt câu hỏi, nếu di dời người dân đến vị trí ở mới, chi phí di dời sẽ cho doanh nghiệp chi trả hay trích từ ngân sách địa phương? Vấn đề sinh kế của người dân khi chuyển đến khu vực mới sẽ thực hiện như thế nào? Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đại Tân không đưa ra câu trả lời. Phóng viên đặt lịch làm việc với công ty cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm nhưng không được phía công ty phản hồi. Khoản 2 điều 6 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 nghiêm cấm xả nước thải, khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường. Khoản 2 điều 33 Nghị định 19/2015/NĐ-CP cụ thể như sau. Đối với hành vi xả nước thải, khí thải, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, căn cứ vào lượng nước thải, lưu lượng khí thải, bụi của cơ sở, số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của các thông số môi trường đặc trưng và số các thông số môi trường đặc trưng vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải có trong nước thải, khí thải, bụi của cơ sở. Khoản 1 điều 4 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tối đa từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức để xảy ra vi phạm, đồng thời có thể áp dụng một số biện pháp xử phạt bổ sung như tước sử dụng giấy phép môi trường, buộc xử lý khắc phục môi trường, đình chỉ hoạt động. Trong một số trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi để xảy ra sự cố làm hủy hoại môi trường. Phóng viên đã liên hệ đặt lịch phỏng vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc để tìm hiểu thông tin liên quan đến hoạt động của nhà máy Ethanol Đại Tân. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc Huỳnh Quang Hưng cho biết, tất cả lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đều bận và đề nghị phóng viên làm việc với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện. Khi phóng viên đến liên hệ làm việc, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường thông tin các lãnh đạo đều bận và sẽ phản hồi đến báo chí sau. Việc người dân phản ánh nhà máy sản xuất ethanol Đại Tân hoạt động gây ô nhiễm môi trường nêu trên rất cần các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc kiểm tra đối với nhà máy này. Nếu phát hiện vi phạm, đề nghị có biện pháp xử lý mạnh để từ đó chấn chỉnh hoạt động sản xuất gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và nhà máy cồn Đại Tân nói riêng. Bản tin media tòa soạn môi trường và đô thị Việt Nam phản ánh đánh giá tổng thể thực tiễn về hoạt động này để có góc nhìn chuyên sâu cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư media.moi.truong.đo.thi@gmail.com hoặc gọi qua đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713. Xin kính chào và hẹn gặp lại!